Việt Nam đang đàm phán với các nhà sản xuất vũ khí Hoa Kỳ và châu Âu về việc mua chiến đấu cơ, máy bay tuần tra biển và máy bay không người lái. Biện pháp này được cho là nằm trong sách lược giảm bớt lệ thuộc vào khí tài của Nga và đối phó với sức mạnh của Trung Quốc. Khoảng 3 giờ chiều hôm qua, gần 100 công nhân công ty cổ phần dệt Mùa Đông đã đến trước cổng công ty để đòi quyền lợi, hỗ trợ chế độ di dời và đã bị những đối tượng lạ mặt hành hung, khiến cho một người bị thương và hàng chục người khác bị xây xát. Một loạt những vụ nổ và chạm súng ngay tại thủ đô Jakarta của Indonesia đã khiến ít nhất 7 người chết vào sáng hôm nay. Tổng thống Joko Widodo gọi đây là hành vi khủng bố. Bộ trưởng An ninh cho biết có 5 tên khủng bố thiệt mạng và không có nghi phạm nào trốn thoát. Cảnh sát trưởng Jakarta nói rằng chắc chắn ISIS đứng sau vụ này. Trung Quốc chỉ trích yêu cầu trả tự do cho các luật sư nhân quyền mà Hoa Kỳ đưa ra, nói rằng Washington đừng xen vào chuyện nội bộ của Trung Quốc, cũng như đừng phá vỡ mối quan hệ vốn đã không mặn nồng lắm giữa hai nước. Kêu gọi của Mỹ liên quan đến chính luật sư tranh đấu nhân quyền bị bắt giữ ở Trung Quốc với cáo buộc âm mưu lật đổ chính phủ.